Đồn biên phòng Rạch Gốc quản lý bảo vệ khu vực biên giới biển dài 36,6 km thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Những tháng đầu năm 2023, đơn vị luôn thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biên giới vùng biển, cùng với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng khác giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế xã hội từng bước phục hồi, phát triển. Biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Rạch Gốc và bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu đơn vị phải luôn nắm chắc tình hình biển đảo, làm tốt công tác dự báo, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền, cấp trên để có chính sách kịp thời, không để bị động khi xảy ra tình huống. Đồng thời, phải gắn bó mật thiết với nhân dân, giúp dân nắm chắc kiến thức pháp luật, thực hiện nghiêm mọi quy định khi vươn khơi bám biển và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Bộ đội biên phòng Cà Mau tiếp tục có nhiều hoạt động chăm lo tốt hơn nữa đời sống cán bộ chiến sĩ và hậu phương chiến sĩ để bộ đội an tâm công tác. Trước đó, sáng nay, tại vườn quốc gia Mũi Cà Mau, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương, địa phương và hơn 1.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Cà Mau dự lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023.